Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái loại chài hiện tại nhà mình đang cung cấp. Loại chài thứ nhất là loại chài dù. Bát lưới là rất là dày và dẻo dai. Lưới này làm bằng lưới chất liệu Thái Lan và được làm của thợ thủ công của bên Thái Lan, nhập khẩu trực tiếp của bên Thái Lan về. Rất dài ạ. Thì được đúc bằng nguyên khối. Đấy. Nguyên khối nha, không phải là tách liền. Thắt nút rất là chặt. Nên không thể thuật ra được. Túi của cái chài là dài 40 phân. Mắt lưỡi là 2 phân. Hai ngón tay là 4 phân đó. Đấy. 40 phân đấy. Chài này có chiều cao là 3 m, đường kính là 6 m. Đấy, chài rất là đẹp và chắc chắn. Loại chài thứ hai mà mình giới thiệu là loại chài làm bằng chất liệu cước. Chài này thì cũng mắt lưới cũng là 4 phân, hai ngón tay. Đấy, hai ngón tay đấy. Độ bền thì rất là dai và chắc chắn. Vì làm nhập khẩu trực tiếp bên Thái Lan thì rất chắc chắn ạ. Chài này thì không bền bằng chài dù nhưng mà độ chìm của nó rất là nhanh, chìm nhanh hơn là chài dù, chỉ cũng đúc bằng nguyên khối. Đấy. Còn loại chài thứ ba mình giới thiệu là chài cước rút Thái Lan. Chài này là chài mới về luôn. Chỉ cũng bằng nguyên khối, có 5 màu sắc, rất bắt mắt cho các bạn. Chài này thì mình đặt hàng theo yêu cầu bên Thái Lan về đấy, chứ Việt Nam hiện tại không chưa có hàng độc quyền của mình. Mắt nữa chỉ 1,5 cm thôi, bằng ngón tay thôi. Đấy, có màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu hồng. Chài rút nha các bạn. Các bạn có nhu cầu đặt chài thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0982 510 555. Đấy, đây là kho chài của mình mới về, bên Thái Lan về. Đấy, chài cước, chài dù, chài rút có hết. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video nhé.